Tôi là nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên. Tôi hiện là giảng viên của Đại học Quốc gia Úc về World Music. Đương nhiên là trước đây đó, hồi thời thơ ấu, tôi cũng đã nghe một số nhạc bolero. Nhưng thời đó thì tôi bị cái mê những cái tiếng tài năng của thế giới, như là Beethoven hoặc là Mozart hoặc là Vivaldi. Thì những cái dòng nhạc đó tôi đã xem nó không hề hiện hữu. Thì gần đây, trong những năm vừa qua, tôi đã xem cái chương trình Solo cùng Bolero lần thứ nhất. Thì nó đã tạo cho tôi một cái ấn tượng là nó đem lại một cái nhìn khác về Bolero. Và từ đó, tôi đã tìm hiểu nó nhiều thêm và càng lúc càng ưa thích. Thì hôm nay khi đến đây để mà xem chương trình này, tôi có một cái yêu cầu nhỏ là nghe lại một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Lê, đó là Lá Thư Đô Thị. Gửi thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bàng xong trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lắm chung đôi, thời gian giang son ngắn ngủi qua rồi, buốt nghiền món nợ không vay, chứ trả cho thầy 10 năm hao dây viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Quyền, bên trong vòng tay im thấy mình nàng vợ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nó sao nàng hờ hững. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn chén đi bôi chưa hết sâu, nhớ chiều mưa đầu mưa ngâu, đường phía huôn hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm đau. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói, thêm tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mai ánh ruồi yên lành, chữ nghìn giấy mỏng mực xanh gói cả chân tình, nhờ cô bố chính bắt cầu về anh. Gặp Huyền bên trong vòng teo im thấy mình nàng vợ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải gió tôi, nỡ sao nàng hờ hững.
đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn chén đi bôi chưa hết sầu, nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường phía huồn hốt ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói lên tâm tư càng dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành chính chúc cho anh đường mây nhiều mai ích rủi yên lành. Chữ nghiên giấy mỏng mực xanh, gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh. Chữ nghiên giấy mỏng mực xanh, gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh. Anh Mạnh Thường, một tiếng hát rất là đặc biệt đối với tai nghe của tôi. Bài hát này thì tôi có hơi thắc mắc, tức là những cái chữ cuối của những câu hát nghe thì mình thấy giống như là anh hụt hơi, hay là anh cắt ngắn cái giọng ngân của anh, hay là như thế nào? Cho nên trong cái bài hát này tôi nghe có nhiều chỗ nó là như thế. Bước đến trên sân khấu thì nói chung thì nó cũng hơi ổn định chút xíu vậy. Anh bị hơi hồi hộp phải không? À thì tôi cũng nghĩ là như thế. Đáng lý ra anh phải mở cái dây lo lắng hồi hộp của anh ra để anh hát cái bài này cho nó hoàn hảo hơn. Tức là những cái chữ cuối của anh đó, anh cố gắng để mà anh giữ hơi cho đầy, rồi anh ngân một chút xíu thì cái bài hát nó sẽ trở thành nhiều tình cảm hơn nhiều lắm. Cảm ơn anh rất nhiều cho bài hát vừa qua. Chị Lan nói em có những cái nốt cuối câu, mỗi cuối câu một hai chữ em bị nó lịch là chút, đâu có sao. Mệt mà, mệt thì yếu yếu, nghe không rõ chữ chút thôi, đâu có sao. Chuyên nghiệp cũng bị như thường chứ đừng nói không chuyên nghiệp. Ý chị muốn nói rằng là cái bài hát này quả thật là cái giai điệu nó rất là khó, chứ không phải đơn giản như những cái bài hát trước đâu. Thành ra chị nghĩ là đối với em mà em xử lý được cái bài hát này mà trọn vẹn như vậy đó là cũng tốt lắm rồi. Chị cũng chúc mừng em đó. Cảm ơn chị luôn. Anh Mạnh Thường, có lẽ rằng là trong suốt mấy tháng tôi đồng hành với lại chương trình, tôi ít thấy người nam ca sĩ hát mà có nở một nụ cười. Anh hay lắm. Cái câu cuối cùng anh lại mỉm một cái nụ cười để mà thu hút cái người nghe thêm cảm tình đối với tiếng hát của anh. Cái phát âm của anh nó làm cho tôi có một ấn tượng về tiếng hát của anh. Tôi đề nghị thôi nhé, nếu tiếng hát này mà anh hát bản đập vỡ cây đàn, hết chỗ để tôi nói. Cảm ơn anh. Với dòng nhạc bolero á, thì cái cảm nhận riêng của cá nhân tôi nó gần như là một cái món ăn mà không thể thiếu được của người nghe nhạc Việt Nam. Và tôi cũng nghe rất nhiều những dòng nhạc, bởi vì sao? Tôi có ba đứa con, các cháu ở ba độ tuổi khác nhau, thì các cháu nghe rất nhiều dòng nhạc theo cái tuổi của các cháu. Cho nên là vô hình chung mà ở nhà tôi luôn luôn tôi được nghe rất nhiều dòng nhạc. Nhưng với cái dòng nhạc bolero nó vẫn đọng lại nhất đối với tôi, ông xã tôi nữa. Bài nào hầu như ở cái dòng nhạc bolero cũng hay hết á, tôi đều thích. Tôi nhớ là có một lần có một người bạn tặng tôi một cái bài là bài Đường Xưa Lối Cũ. Tôi xúc động lắm và tôi có rất nhiều kỷ niệm ở cái bài hát này. Mình nghe thì mình tưởng tượng được luôn cái hình ảnh đó, mà hình ảnh nó rất là thương,
cái tâm trạng của một người con khi mà mẹ đã mất rồi. Thương lắm. Thì tự nhiên tôi rất muốn được nghe lại cái bài hát này. Không biết là cái điều mà mong muốn của tôi có được thực hiện, có thực hiện được hay không. Nhưng mà tôi rất thích nghe lại bài này. Đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi đứng run trong hồn hoàng. Lòng ra thương nhớ, nhớ tên tôi lòng khó đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em đi vào dĩ vãng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi bên kia cuộc đời không lời biệt ly cuối cùng chưa kịp vần kỳ. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em xa ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc không lời biệt ly cuối cùng chưa khi vần kỳ. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa
còn đó, nắng vẫn lên vẫn trăng treo bên đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Vâng, xin mời cảm xúc và ý kiến của đội giám khảo Ý Lan. Nhạc phẩm Đường Xa Lối Cũ là một nhạc phẩm đặc biệt. Bài hát này Quang Minh hát với tất cả những cảm xúc. Hôm nay thì chiếu tướng thẳng với lại Quang Minh, cho nên nhìn thấy rõ tất cả những cảm xúc đó. Bài hát này là một bài hát từng câu từng chữ nó đẹp vô cùng. Riêng chị thì chị xin nói với em là chị thích nhất là câu đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ. Ông nói đến hình ảnh của người mẹ của ông. Chị yêu bài hát này, chị cảm ơn em rất nhiều. Một bài hát đối với chị hôm nay Quang Minh làm và trình diễn là hoàn hảo. Cảm ơn em nhiều lắm. Cô Loan rất là thích bài Đường Xưa Lối Cũ từ lúc cô Loan còn nhỏ lần kìa. Bữa nay qua cái giọng hát của con trầm ấm, dễ đi sâu vào trái tim của người ta, thì con xử lý cái bài này rất là đặc biệt. Cô Loan chúc mừng con. Cái nội lực của Quang Minh đầy và dư thừa để làm cái điều đẹp hơn. Tôi không phủ nhận Quang Minh hát hay. Thì nếu có sự chọn lựa của hai bản nhạc, tôi thích Quang Minh hát bản Tình Ca Cho Em vẫn là the best với tiếng hát của Quang Minh. Xin cảm ơn Quang Minh. Bây giờ đâu thể nào mà hát trở lại cái bản Tình Ca Cho Em nữa. Em nghĩ là thêm một cái màu sắc khác ở tiếng hát của Quang Minh. Em nghĩ đó là tất cả những cái gì mà nó đẹp nhất của một người ca sĩ có thể hát được nhiều thể loại. Quang Minh á, anh ít được nghe Quang Minh, chứ thật sự là một người ca sĩ mà thể hiện được nhiều thể loại. Và thật sự ra Quang Minh á, ca thể loại nào cũng rất là mùi. Không những tung làn hơi đầy nội lực vào bài Tình Ca Cho Em để thuyết phục giám khảo Vũ Khanh hoàn toàn, mà còn bỏ nhỏ một chút xíu rên rẫm trong Đường Xưa Lối Cũ đủ để làm tan chảy. Cái đó mới là o mèo đó. Đó mới là o mèo đó anh Khanh ơi. Dạ, em rất là cảm ơn ý kiến của toàn thể ban giám khảo.